Đây cầm gáo vào đây, cầm gáo vào đây, cầm gáo đây, chào bác già tôi thua à, gáo thua. nhà bố dưới đã thua xoang nhà ông có lông trên đất nhá. Đây giơ tay xin hàng anh em nhá. Đã đủ đồ nghề ra Hà Nội giao lưu cùng mấy anh em TikToker cầu lông, đó là bố dứa, Huy chơi cầu lông và diễn đàn cầu lông Việt Nam. Có anh em nào hóng trận thư hùng này không nào? Vượt 50 cây thì mình đã có mặt ở cổng trường cao đẳng thương mại và du lịch. Đội chủ nhà tiếp đón rất là nhiệt tình, anh áo đỏ đang cười rất là tươi, đây là chính là anh Khoa, admin của diễn đàn cầu lông Việt Nam các bạn nhé. Bố con nhà dứa. Về chưa xỏ dây rồi dép bay đi. Cần gì xỏ? Đây là đội chủ nhà. Huy Long Thủ. Chào em nhé. Tuyệt vời quá. Bước vào sân thì cái không khí nó rất là sôi động anh em ạ. Mọi người chơi rất là náo nhiệt, mà anh Khoa đã đặt sân trước cho bọn mình thì mới có chỗ chơi, bởi vì ở đây lúc nào kín lịch. Anh em nhìn thấy có gì đặc biệt ở đây không? Vật đặc biệt, vật gỗ của Huy Long Thủ, Huy Báo Thủ nhá. Thôi vào việc chính luôn anh em nhá. À sân 11 nhá anh nhá. À, anh em chỉ ra chưa bác nhá. Có gì tí em xin tư liệu nhá. Không không. Không không luôn nhá, cầu mới luôn này. Ờ. Ôi trời ơi. 1-0. 1-0. 1-0 luôn. Ngay quả đầu tiên. 1-0. Mùi gỗ phát rất là mạnh. Ôi trời ơi. Một đào. Ôi 2-1 rồi. 2-1. Được quả đẹp rồi. 2-1. Ôi. Ơi! 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 3-1. Ơi! Ơi! Giỏi ơi! 2-3. 2-3. 2-3. Rồi. Cày ở đấy. Nào, phá đi xem nào. Quả này xoạc quá ghê, dướn hết cỡ rồi nhưng mà vẫn không với kịp được. Ba đều. Thôi ngoài. Ai ơi. 4-3. Phát ẩu quá ông già ơi. 4-3. Ôi giời. Rồi, 5-3. 5-3. Này phát ăn luôn này. Ôi ơi. Ấy giời kìa. Chết kìa. 4-5. Bỏ mất cả xong rồi. Ôi giời. 5-6-4. 6-4 rồi. Dạ ok. Ôi. Ôi. Ai à. Ai à. 7-4. Rồi. 7-4. Ôi giời. 8-4. Mặt này hơi bé. 8-4 rồi. Ui giời. Ê, ngoài rồi đỡ. 5-8. 5-8. Kết thúc nhanh nhá. Ui giời ơi. 6-8. 6-8. Ôi trời ơi. 9-6 rồi. 9-6. Mẹ. 0-6. Thôi rồi. 0-6. Ôi trời ơi. Ôi trời. Cái này nhỏ hơn đánh hơi khó. Lại lý do đấy. Ông ấy chưa chịu thua, ông vẫn đòi lấy cái gáo bây giờ thay cho nó công bằng với cả cái song này. Đại chiến gáo song. Lần này sẽ cho ông bố dứa tâm phục khẩu phục luôn. Rồi đánh nhanh lên nhá. Ok. Không, gõ mất song rồi này. Đánh hên mình nhá. Ấy à. Ấy à. Hay. Cái này nó to hơn, cái này to hơn. Hay. 1-0. Hay đấy. Hoành hết mình đây, không phải biểu diễn đâu. Ngoài. Một đào. Ôi giời. 2-1. Lên 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 anh ơi. Lên 5 rồi nhá. Lên 5.
3-1 rồi. Ai ba? 2-3. Ai à? Hay. 4-2. Hay quá. Nghe. 4-2. 4-2. Ừ 4-2. 4-2. Ơi. Ai, khó đấy. Không rồi. 3-4. À đâu, 5-2. 5-2. Chắc là thua rồi. Ôi giời. 6-2. Cày tí nhờ. Sẽ phải thua rồi. Ôi. 3-6. 3-6. Anh em thấy hứng cầu được mẹ không? Ôi. Ôi. Ôi giời ơi. 4-6. Ôi giời ơi. 5-6. Ôi giời. 6-6. Nào. 7-6. Ơi. 8-6. Vội quá. 8-6. Hey. Dậy ơi. 9-6. Ăn thua chứ khán giả mong chờ anh. 9-6 rồi. Nốt rồi nghỉ. Mấy? 96. 96. Ôi giời. 06 nhanh à. 06 rồi. Phát này rồi. Phát này thua rồi, ra chào khán giả tôi cái nhá. Đây. Vâng. Thua. Rồi ra đây. Ra đây. Cầm gáo vào đây. Cầm gáo đây chào khán giả tôi. Thua. À, gáo thua. Nhà bố dưới đã thua. Xong nhà ông có lông trên đất nhá. Đấy, giơ tay xin hàng anh em nhá. Rồi anh em nhìn thấy chưa? Lõm hết cả cái đít xong rồi này. Hy vọng là về vợ không phát hiện ra.